Những câu chuyện về nhân quả báo ứng đáng suy ngẫm. Kính thưa quý vị, cuộc đời có những quy luật khó tin nhưng có thật. Đó là luật nhân quả và những câu chuyện quả báo tưởng chừng như chỉ có thể xảy ra trong chuyện, nhưng lại diễn ra và tồn tại như một lời cảnh tỉnh với bất cứ ai. Người mẹ hành nghề sát sinh và cái chết oan nghiệt của cả gia đình. 15 năm hành nghề buôn bán, giết mổ gia súc gia cầm, bà Nguyễn Thị Thờ đã giết hàng vạn con gà, vịt, thỏ, chó. Vào mùa cưới hay dịp Tết, bà giết cả 100 con mỗi ngày, thu lãi hàng triệu đồng. Bà nhanh chóng trở nên giàu có, cả làng ngưỡng mộ bà. Thế nhưng không ai có thể ngờ được, một ngày thì hiểm họa đa dáng liên tiếp xuống nhà bà. Chồng bà bị chết bất đắc kỳ tử trong một vụ tai nạn rùng rợn. Con trai cả của bà bị điện giật, chết đêm trước ngày đón dâu một hôm. Vài tháng sau, con trai út bị ung thư xương. Của nả lần lượt đội nón ra đi. Đến lúc nhà cửa sạch sành xanh cũng là lúc nó vĩnh biệt cõi đời. Ngày hỏa táng con, bà xuống tóc đi tu. Bà muốn mượn tiếng mõ, lời kinh để quên đi nỗi đau tột cùng. Bà muốn nương nhờ cửa Phật để rửa bớt nghiệp ác mà bà đã gieo rắc suốt 15 năm. Gia đình trả nghiệp về việc sát sinh động vật. Có một sư thầy tên gọi là thầy Giác Liên, trụ trì tại chùa Phước Hải, tỉnh Vĩnh Long, đã từng kể về những câu chuyện nhân quả mà chính thầy đã chứng kiến trong kiếp tu hành của mình. Một trong nhiều câu chuyện hay được nhắc tới nhất, đó là câu chuyện về một cậu bé tên Hiền, sống ngày qua ngày bằng việc đi ăn xin tại chợ Trà Vinh với hình dáng và thân thể giống như thân thể của một con bò. Hiền được sinh ra và lớn lên trong một gia đình với nghề mổ bò truyền thống ở Trà Vinh. Ông nội của Hiền cũng nhờ nghề này mà đã trở nên khấm khá, giàu có. Một ngày nọ, trước khi chuẩn bị làm thịt một con bò cái, bỗng nhiên ông liền nằm thấy chiêm bao. Trong giấc mơ, có một người đàn bà đi tới bên ông và nhìn ông khóc lóc, van xin rằng: "Tôi van xin ông làm ơn đừng giết tôi, hãy để tôi sinh con xong rồi thì ông có thể giết." Điều lạ là trong một đêm, không những ông chỉ mơ thấy một lần mà tới 3 lần cùng một giấc mơ. Ông bèn mang câu chuyện này đi kể cho vợ nghe, thì người vợ có khuyên ông rằng không nên mổ thịt con bò này, mà hãy tiếp tục nuôi nó để cho nó đẻ. Suy đi tính lại, không hiểu sao cuối cùng ông vẫn quyết định làm thịt nó để bán. Sáng sớm hôm sau, con bò này kêu la to và khủng khiếp hơn so với nhiều con bò khác mà ông đã từng thịt. Nó lăn lộn, dãy giụa tới mức bứt cả sợi dây trói. Cuối cùng thì nó vẫn phải chết. Cái cảnh tượng của con bò khi đó khiến cho ông nội Hiền nhớ mãi, cho tới sau này vẫn không thể quên được. Chính là cái đầu nó cứ lắc lư qua lại mãi, như thể nó vẫn đang còn sống. Điều trùng hợp ở đây là một thời gian sau khi ông giết con bò đó, thì con dâu của ông trở dạ, sinh đứa cháu nội đầu tiên, cháu đích tôn của ông. Sẽ không có gì đáng nói nếu như cháu của ông khi sinh ra không mang trên người những dị tật rất giống với hình dáng của một con bò. Đó là con vật, môi thì bị sứt, mắt thì lồi, chân tay thì cong keo không đi được, phải bò. Riêng cái đầu thì cứ lắc lư qua lại không thôi. Đứa trẻ đó chính là Hiền. Khi nhìn hình ảnh của cháu mình, người ông không thể nào không liên tưởng đến cái chết của con bò cái mà ông đã giết, đặc biệt là về động tác lắc lư cái đầu. Nhìn hình ảnh cháu và những chuyện đã qua, ông như đã hiểu nguyên nhân sâu xa vì sao mà cháu mình khi mới sinh ra đã bị như vậy. Ông vô cùng hối hận và muốn sửa sai, muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Ông quyết định bỏ cái nghề đã tồn tại từ lâu đời và là nguồn làm giàu của gia đình từ xưa tới nay. Ông bỏ hẳn việc sát sinh bò. Bên cạnh đó, vì lo chữa trị cho cháu, có bao nhiêu của cải, tiền bạc, ông đều dốc hết. Tuy nhiên cậu bé vẫn phải sống và mang trên mình những dị tật như vậy. Không những thế, cay đắng hơn khi lên 10, Hiền đã phải lần lượt mất đi những người thân của mình
vì ai cũng mang trọng bệnh và chết bất thình lình. Em phải bỏ lê la ra chợ để xin ăn. Cứ mỗi lần xin ăn, không hiểu như có ai đó xu khiến, Hiền vừa lết vừa kêu gào, khóc lóc rất thảm thiết. Xin mọi người, xin các chú, các bác, các cô, các dì đừng giết con là con bò. Đây là một câu chuyện về luật nhân quả, về quả báo, mà đối với mỗi người dân Vĩnh Long, câu chuyện này của sư thầy dường như in sâu vào tâm trí của họ, như những bài học về đạo lý. Để biết cách sống và định hướng sống, sao cho không đi theo vết xe đổ của những người được kể trong những câu chuyện của sư thầy. Bị quả báo vì đập phá miếu thờ, làm ô nhục tổ tiên. Trong suốt quá trình mở rộng cuộc vận động, chính quyền ép buộc người dân phải phá hủy vô số đền cổ, đền thờ. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một ngôi miếu nhỏ và bài vị tổ tiên ở trong miếu đó là không một ai dám động tới. Nhưng có hai thanh niên trẻ trong làng thuộc dạng phá vách hay vỗ ngực xưng tên, thẳng thừng tuyên bố rằng hai người họ sẽ đập tan cái miếu đó nếu không có ai dám đập. Cuối cùng thì ngôi miếu bị đập phá, bài vị tổ tiên còn bị hai thanh niên kia dùng chân dẫm nát, sau đó đem tới con sông ở trước thôn vứt đi. Sau khi đập phá xong, một người thì trở về nhà, người còn lại thì ngồi hóng mát và nghỉ ngơi ở ven sông. Thanh niên trở về nhà, sau khi vừa về tới nhà, bỗng dưng bị đau bụng quằn quại, khóc thét, lăn lộn khắp nhà. Người mẹ của thanh niên này là một người vốn tin vào đạo Phật. Chứng kiến cảnh con trai sau khi mà đập phá miếu thờ trở về nhà, lại đột nhiên bị bạo bệnh. Biết tính mạng con trai mình khó giữ, nên bà đã thành tâm quỳ gối lê lết từ nhà đến tận ngôi miếu nhỏ vừa bị đập phá kia để thay con trai nhận tội và cầu xin thánh thần. Riêng người thanh niên này, sau khi bị đau bụng dữ dội, cũng đã nhận ra mình đã bị quả báo. Trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng hối hận, ăn năn, tự phát tâm kính trọng Phật. Sau đó, kết quả thật khó tin, anh ta cảm thấy bụng mình giảm đau dần dần và sau đó hết hẳn. Biết mình được tha thứ, ngày đêm thành tâm đọc kinh thỉnh Phật. Còn người thanh niên ngồi bên bờ sông nghỉ ngơi thì lại không được gặp may như vậy. Sau khi hóng mát và nghỉ ngơi xong, anh ta chuẩn bị đi về. Ngay lúc anh ta vừa đứng dậy, dù không vấp phải thứ gì, nhưng đột nhiên lại bị ngã nhào xuống mặt đất. Anh ta luống cuống đứng dậy một cách cố gắng, thì bỗng nhiên phát hiện hai chân của mình bị uốn cong lại một cách vô lý. Cho dù dùng hết sức lực như thế nào, thì anh ta cũng không thể nào đứng thẳng dậy được. Không những thế, hai chân của anh ta còn bị dính chặt vào nhau ở một chỗ, không thể nào mở tách ra được. Chưa dừng lại ở đó, lưng của anh ta tự nhiên cũng bị gì và gập xuống một cách khó tin. Cứ thế đầu anh ta cứ áp sát, cắm xuống mặt đất. Mặc dù anh ta cũng đã cố hết sức để mà đứng thẳng lưng dậy nhưng bất lực. Trên đường đi về, cứ như thế vừa đi, anh ta phải dùng cả hai tay để chống xuống đất. Kể từ đó về sau, anh ta đều phải đi với tư thế này trong suốt quãng đời còn lại của mình, một cách vô cùng thống khổ. Động tác và dáng đi này của anh ta là người khác liên tưởng tới động tác vừa đi vừa dập đầu vái Phật. Mọi người trong thôn này đều cho rằng vì đập phá miếu, làm nhục và vứt bài vị tổ tiên mà đã bị báo ứng như thế, anh ta phải chịu tư thế đi này trong suốt quãng đời còn lại của mình.